Người chỉ huy cơ quan phản gián Mỹ mới đây lên tiếng cảnh báo rằng các cơ quan tình báo Trung Quốc đang sử dụng trang mạng xã hội LinkedIn qua các danh tính giả để tìm cách móc nối công dân Hoa Kỳ đang làm việc cho chính phủ và các bí mật về thương mại. Giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia gọi tắt là NCSC là ông William Avenina, trách Trung quốc có chiến dịch cùng lúc liên lạc với hàng ngàn thành viên của LinkedIn. Tuy nhiên, ông từ chối không cho biết có bao nhiêu thành viên giả bị phát hiện và bao nhiêu công dân của Hoa Kỳ được liên lạc. Giới hữu trách Đức và Anh trước đây từng cảnh báo dân chúng về việc Bắc Kinh đang sử dụng LinkedIn để dụ dỗ họ làm gián điệp. Sự kiện đầu tiên có viên chức cao cấp tình báo công khai nói về vấn đề này ở Hoa Kỳ, cho thấy tình hình trầm trọng hơn người ta nghĩ trước đây. Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bác bỏ tố giác của ông Avinina, nói rằng những gì phía Mỹ đưa ra hoàn toàn vô căn cứ và có dụng ý xấu.